Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cô họ tên và cái chứng bệnh của cô ra sao ạ? Tôi tên là Trần Quế Nga. Thì tôi bị đau là coi như cái phần xương khớp thì bị từ cái cột sống cổ tới cột sống lưng, và gần đây thì hơn hai năm nay là đau hai cái đầu gối, cho nên rồi thật sự ra là tôi cũng đã tiêm cái chất nhờn vô cái gối đó, cũng đã tiêm hết hai đợt rồi, mỗi đợt vậy đó cũng cả chục triệu á. Rồi đi thì thường là lên cầu thang là đau, cho nên rồi nhất là đi xuống thì đi xuống tôi đi thụt và lùi. Cái đi thụt và lùi đó thì nó đỡ đau hơn. Là khi mà xuống cầu thang là cô đi lùi. Tôi hy vọng là tôi kiên trì tập thời gian nữa nha, rồi nó hết được đó là phước. Dạ, cảm ơn. Bây giờ là học viên đang làm cho cô về cái đầu gối bị đau ha. Rồi bây giờ bỏ ra, bây giờ cô đứng dậy ha. Rồi bây giờ cô đứng dậy đi. Rồi cô đứng dậy, cô đứng dậy luôn. Rồi bây giờ cô lên cầu thang. Rồi giờ cô lên cầu thang. À, rồi cô xuống cầu thang, cô nói mọi khi là cô phải đi lùi đúng không? Mỗi lần là phải đi lùi. Nó đỡ đau hơn, bữa nay đi làm nãy giờ đi ngày ngon. Rồi, giờ cô quay ở đây ạ. Rồi, giờ cô phát biểu cảm tưởng là sau khi mà được làm thì cô thấy sao ạ? Sau khi được làm thì tôi thấy đầu gối đỡ đau, nó nhẹ hẳn. Đi lên đi xuống cầu thang. Xuống cầu thang nhẹ dễ dàng hơn nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều ạ. Và cô cảm ơn luôn cái người làm cho cô đi ạ. Đây, cảm ơn chú rất là nhiệt tình, và bàn tay này là bàn tay vàng đó. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi,
thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.